Hôm nay mình có một con gà như này, làm sạch hết rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách luộc gà ngon nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một củ gừng đập dập này. Cho vào đây luôn này. Xả cũng đập dập. Cái đầu xả ra. Và một lắm hành lá buộc lại. Không thì các bạn dùng hành tây một củ hoặc là vài củ hành tím nướng. Các bạn đổ nước ngập cho gà này, nước lạnh nhé. Một gà khi nước lạnh này thì gà nó sẽ không bị nứt và không bị đỏ xương. Và giờ chúng ta sẽ cho thêm một thìa muối vào chúng ta luộc gà. Sẽ đun cho gà nó sủi nhé, lên nhé, gà mở vung. Khi mà gà sủi, sau đó gà sủi xong rồi thì cho nửa nhỏ. Và các bạn đậy vung lại khoảng 10 phút với nửa nhỏ nhưng vẫn đảm bảo nước vẫn đang sủi nhé. Nên nghiêng con gà để cho gà nó ngập nước nhé. Khi nước nó bắt đầu sủi như thế này nhé, thì các bạn hớt bớt cái bọt đi để cái nước ngập vào trong, mà chúng ta có thể dùng cái nước này để chúng ta ăn với bún nấu canh và cất dành để làm nước hầm xương. Và thỉnh thoảng chúng ta nấu sáng nấu mì nấu biết nấu phở trước thì chúng ta cho vào. Và bây giờ các bạn cho nhỏ lửa bớt và các bạn đậy vung cho mình nhé. Hoặc không thì cứ mở vung cũng được, như theo mình cứ đậy vung cho nhỏ lửa, như đảm bảo là nó bớt sủi liu riu ấy. 5 phút thì mình sẽ lật gà một lần nhé. Và chỉ cần sủi khoảng mỗi đun sủi khoảng 10 phút rồi mình sẽ tắt bếp và mình ngâm gà trong 20 phút. Và gà nó sẽ chín và nó không bị lát và không bị đỏ xương. Đây cho nhỏ lửa và đậy vung khoảng 5 phút đã nhé. Sau đó mình sẽ lật gà. Khi mà được 5 phút rồi nhé, chúng ta lật gà nhé, lật nhẹ nhàng nhé. Gà sẽ không hề bị lứt khi mà chúng ta cho nhỏ lửa như vậy đâu các bạn. Lật gà thì để đảm bảo là gà chúng ta nó sẽ không bị sống hay bị đỏ bất kỳ phần nào. Và bây giờ cho lửa liu riu phần này thêm 5 phút nữa rồi mình tắt bếp. Và thêm 5 phút nữa rồi mình tắt bếp và để ngâm gà khoảng 20 phút thì gà sẽ chín mà không bị đỏ xương. Như là mình đun gà sủi trong khoảng 10 phút với lửa rất là nhỏ. Sau khi lật gà và để gà sủi liu riu được khoảng 5 phút nữa rồi thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình ngâm gà thêm 20 phút nữa và tắt bếp nhé. Thì gà nó sẽ không bị đỏ xương và không bị bứt nhé. Khi ngâm được 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình vớt nhé. Và các bạn đặt quạt luôn để cho nó khô cái da và nó nguội nhanh thì cái da nó sẽ rất là giòn. Còn không thì mình sẽ phải ngâm vào ôm nước lạnh. Các bạn nhìn da căng bóng này. Có cái phần chỗ này là nó nứt một chút là do mình cầm cái đũa mình chặt vào cái mông rồi đó. Còn tất cả phần thịt này rất là bóng ngon và không hề bị nứt. Đây cả phần chân này. Bây giờ mình sẽ cho đây, có mỗi chỗ này nứt một chút là do chọc cái đũa vào. Bây giờ mình sẽ bật quạt để cho nó phải vào đây để cho nó giòn da căng ra. Và nó khô và nó không bị nứt, không bị nóng quá. Bật quạt nhé. Và các bạn ngâm ngay vào ống nước đá lạnh cho mình nhé. Nó ngập mà nhiệt độ lạnh đột ngột thì nó sẽ làm cho gà của chúng ta nó săn lại thành bật quạt như này. Để cho nó nguội nguội nhé. Và nó căng như ra là giòn ra. Và mình đã xong cách chia sẻ cách luộc gà rất là thơm ngon và đơn giản nhé. Để ăn với gà thì mình sẽ lấy 1/4 miếng tiết gà mình luộc rồi nhé. Và mình sẽ dằm cái tiết này ra trước. Sau đó trộn với muối. Và bây giờ mình sẽ dằm nát cái tiết này nhé các bạn nhé. Dằm thật nát. Lấy cái thìa mình dằm nó xuống. Và mình dằm nát thôi. Và bây giờ mình sẽ dằm xong thì mình sẽ cho ít muối và ít bột ngọt và chanh và ớt vào. Ăn được hạt tiêu cho thêm ít hạt tiêu nữa nhé. Trộn đều được. Mình muốn cái nước tiết này nó thành cái nước sền sệt thì chúng ta có thể cho một thìa cà phê nước dùng gà vào. Thìa cà phê bột canh vào. Thìa muối trắng cũng được nhé. Nửa thìa cà phê bột ngọt. 1/2 quả chanh và quả ớt vào. Còn hai quả chanh vắt mình nước cốt này.
các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Và nếu mà mình muốn có cái nước nó nhiều hơn để mình chấm gà nó dễ hơn thì cho mình thêm 1 đến 2 thìa cà phê nước dùng gà, hay chính là cái nước luộc gà lúc nãy. Đây các bạn cho mình nước luộc gà và cho thêm trái ớt nó vào. Các bạn có thể cắt hoặc là để cả trái cho mình xong. Cắt trái ớt nhỏ nhỏ vào. Ăn được nhiều cắt nhiều, ăn ít thì cắt lửa trái được. Bây giờ mình trộn đều lên và đợi gà nó nguội rồi mình chặn. Bày đĩa là mình có cái phần nước chấm gà rồi nhé. Đây mình chia sẻ kỹ là cách làm cái nước chấm bằng tiết này cho các bạn nào mà chưa làm thì làm thử để ăn nhé. Để cái gà thật là khô, thật là ráo, nguội đi thì chặn nó mới ngon được. Cái này mình riêng là được rất là đơn giản đấy, hôm nay mình đã chặt xong hai đĩa vào đấy.